Công trình cao 7 tầng ở ngõ Tức Mạc đang được chủ đầu tư tự thuê thợ vào sửa chữa mái kính khu vực giếng trời. Mái kính sập xuống làm 2 người chết và 2 nạn nhân bị thương. Vụ sập mái kính xảy ra tại căn nhà nằm trong ngõ Tức Mạc, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khoảng 10 giờ 15 phút ngày 15 tháng 4. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, công trình cao 7 tầng, rộng 148m² đang được chủ đầu tư tự thuê thợ vào sửa chữa mái kính khu vực giếng trời. Sau đó, phần kính bị vỡ khiến nhóm công nhân bị rơi xuống. Vụ việc khiến hai người tử vong là NVT, 23 tuổi, quê Hà Nội và HVB, 32 tuổi, quê Kiên Giang. Hai người khác bị thương hiện được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, sức khỏe đang dần ổn định. Sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Cửa Nam đã phối hợp chính quyền tới bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý điều tra.